Xin chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, sau 9 giờ tối thường sẽ là khoảng thời gian mà hầu hết cô bác đã hoàn thành hết công việc của một ngày và chuẩn bị ngả lưng trên chiếc đệm ấm êm của mình để nghỉ ngơi thư giãn, đúng không ạ? Thế nhưng theo như Sống Khỏe Mỗi Ngày quan sát thì có rất nhiều cô bác hiện nay thay vì nghỉ ngơi thư giãn sau 9 giờ tối thì lại có những thói quen gây hại cho sức khỏe, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của chính cô bác nữa. Trong video hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ giúp cô bác chỉ ra 6 thói quen xấu đó. Về lâu dài, nếu cô bác không thay đổi thì đó sẽ khiến cho cô bác ngày một yếu đi, tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mắt, đến tim mạch, nặng hơn còn có thể đột quỵ, thậm chí có thể rút ngắn cả chục năm tuổi thọ nữa. Cô bác hãy cùng xem video để rút kinh nghiệm ngay sau đây nhé. Đầu tiên đó là thói quen đi tắm sau 9 giờ tối. Không biết cô bác có hay cập nhật tin tức ở trên mạng xã hội không ạ? Nhưng mà đã có rất nhiều bài viết nói về hậu quả của việc tắm khuya tắm muộn rồi. Nên mình tốt nhất là đừng chủ quan cô bác nhé. Trước đây thì bài viết của một bạn trẻ có tên là PHT đã chia sẻ hành trình từ cõi chết trở về của mình khiến cho nhiều người e ngại. Theo bạn PHT, sau khi đi làm về, vì mệt nên cô đã chợp mắt ngủ đến 10 giờ đêm, dậy đi tắm và gội đầu bằng nước lạnh. Tuy nhiên ngay khi vừa bước ra cửa nhà tắm, đầu óc cô quay cuồng choáng váng, nhức bừng bừng, không thể nào nhận thức được nữa, tay chân có dấu hiệu tê liệt. Sau đó cô được người nhà đưa đi cấp cứu và gần 1 giờ sáng thì khỏe lại dần. Đây có lẽ không phải là trường hợp đầu tiên gặp nguy hiểm khi tắm sau 10 giờ đêm. Cách đây hơn 5 năm, cái chết đau thương của hot blogger Toàn Shinoda một phần cũng xuất phát từ nguyên nhân anh bị cảm do tắm đêm và không được phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Nhiều cô bác thường lấy cớ là do mình xong việc muộn, về nhà vội cơm nước cho gia đình nên đến khuya thì mới có thể tắm được. Thế nhưng tôi nghĩ là vì công việc mà đánh đổi sức khỏe như vậy thì cũng không nên một chút nào cô bác ạ. Cô bác cứ hình dung là vào buổi tối thì nhiệt độ của không khí giảm xuống sẽ gây nhiều tác hại, ảnh hưởng của việc tắm quá khuya. Nếu nhẹ thì đau đầu, mỏi cổ, vai gáy, đau chân tay, tay chân cử động khó. Còn nặng thì có thể gặp những chứng bệnh nguy hiểm, gây tai biến, đột quỵ và tử vong. Đặc biệt là với những cô bác đang trong tình trạng suy nhược, cảm cúm, uống bia rượu, người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, tắm đêm thì sẽ dễ dẫn đến bi kịch đột quỵ, tai biến và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Do vậy, nếu cô bác đang có thói quen tắm sau 9 giờ tối mỗi ngày thì cũng cần thay đổi thời gian tắm. Cô bác nên tắm càng sớm càng tốt, từ khoảng trước 19 giờ trở lại là phù hợp. Nếu trường hợp bắt buộc phải tắm muộn thì cô bác cũng chú ý là mình nên tắm bằng nước ấm và lau người cho khô trước khi đi ngủ. Không nên gội đầu vào ban đêm, nếu bác sĩ phải gội thì gội bằng nước ấm và sau đó sấy khô tóc trước khi đi ngủ. Khi tắm, Sống Khỏe Mỗi Ngày khuyên là cô bác nên làm ướt hai chân rồi đến hai tay trước, xong mới tắm lên cơ thể. Lý do là nếu cô bác tắm đột ngột lên cơ thể trước thì sẽ làm cho các bộ phận của cơ thể bị hạ nhiệt nhanh và làm cho nguy cơ đột quỵ tăng cao hơn. Mặc dù các nghiên cứu vẫn chưa khẳng định tắm đêm là nguyên nhân chính gây ra đột quỵ, nhưng ít nhiều nó vẫn có những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người. Nếu cô bác đang có thói quen tắm khuya thì cần thay đổi trước khi quá muộn cô bác nhé. Thói quen thứ hai mà nhiều người trẻ mắc phải đó chính là ăn đêm. Ăn đêm là một thói quen khá phổ biến, nhất là ở những người trẻ đúng không ạ? Tôi thấy có rất nhiều cô bác còn chia sẻ là nếu mà để bụng đói đi ngủ thì sẽ không thấy thoải mái, thậm chí là còn trằn trọc khó ngủ nữa. Tuy nhiên thì Sống Khỏe Mỗi Ngày không khuyến khích cô bác ăn đêm thường xuyên đâu ạ, bởi vì đây là một thói quen rất xấu đối với sức khỏe của chúng ta. Tác hại mà cô bác dễ dàng nhìn thấy nhất của việc ăn đêm thường xuyên là mình bị tăng cân mất kiểm soát. Có nhiều người chỉ sau khoảng 2-3 tháng ăn đêm liên tục đã tăng từ 9-10kg, mà lúc này muốn giảm thì lại rất khó. Cô bác hình dung là càng về cuối ngày thì việc trao đổi chất của cơ thể diễn ra chậm hơn. Nếu như lúc này cô bác còn ăn uống nữa thì thực phẩm sẽ rất khó được tiêu hóa. Những thực phẩm này thay vì chuyển thành năng lượng thì lại chuyển hóa thành chất béo và khiến cơ thể, đặc biệt là phần bụng dưới, béo lên dễ dàng. Tình trạng này nếu kéo dài thì nguy cơ mắc bệnh béo phì sẽ rất cao. Chị em phụ nữ không hề muốn điều này xảy ra một chút nào, đúng không ạ? Trước
Chưa kể đến việc là ban đêm là lúc mà các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả dạ dày, cần được phải nghỉ ngơi. Việc cô bác ăn đêm khiến dạ dày phải tăng cường hoạt động để tiêu hóa thức ăn. Dạ dày cứ hoạt động liên tục như vậy, trong lúc ngủ sẽ khiến cho cơ thể không thể nào nghỉ ngơi hoàn toàn mà lại rơi vào trạng thái khó ngủ, ngủ chập chờn. Đặc biệt là nếu cô bác ăn đêm nhiều đêm liên tiếp sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến cô bác bị mất ngủ giữa chừng. Đặc biệt là nếu sau khi ăn đêm mà cô bác nằm ngủ ngay sẽ dễ gặp tình trạng trào ngược axit dạ dày. Axit dạ dày đi ngược lên thực quản không chỉ gây ợ nóng mà còn gây đau tức ngực lâu ngày, dẫn đến nhiều vấn đề nguy hại khác. Do vậy, thời gian ăn tối hợp lý nhất đó là trước 19 giờ tối cô bác nhé. Thói quen tiếp theo đó là tiếp xúc với các thiết bị điện tử nhiều. Dường như chiếc điện thoại di động đã trở thành thứ khó tách rời trong cuộc sống của nhiều cô bác ở thời điểm hiện tại. Khi đi làm, khi đi học hay nghỉ ngơi thì chiếc điện thoại vẫn luôn kè kè ở bên cạnh để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Phổ biến nhất mà Sống Khỏe Mỗi Ngày quan sát được đó là vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhiều cô bác xem chiếc điện thoại như một công cụ du ngủ. Cứ lướt đến khi nào thật buồn ngủ thì mới đặt nó xuống để chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng trên thực tế đây lại là một thói quen rất có hại cho sức khỏe của bác nhé. Tác hại mà cô bác sẽ thấy rõ nhất đó là mắt của mình ngày càng kém đi sau một thời gian sử dụng các thiết bị điện tử. Lý do là bởi khi mắt của cô bác luôn dán chặt vào màn hình điện thoại thì luồng ánh sáng xanh từ màn hình phát ra, nhất là vào ban đêm, có thể gây hại cho mắt. Hậu quả là cô bác sẽ rất dễ bị cận thị, mắt cũng bị tăng nhãn áp và có nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, có nhiều nghiên cứu mà Sống Khỏe Mỗi Ngày đọc được thì những người thức khuya dùng điện thoại nhiều cũng dễ bị thoái hóa đốt sống cổ. Do đầu sẽ thường phải cúi xuống hay giữ cổ ở một tư thế cố định lâu, từ đó dần làm hình thành các trạng thái thoái hóa đốt sống cổ. Nếu một ngày cô bác bỗng thấy đau nhức, tê bì cổ và kèm theo tình trạng khó xoay lắc cổ thì nên cảnh giác với nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ. Thêm vào đó là những cô bác thường xuyên nhức, thức khuya, chơi điện thoại lâu ngày có khả năng bị mất ngủ rất cao. Do là cơ thể đã quen với việc thức khuya như vậy nên kể cả khi buồn ngủ thì vẫn không thể cưỡng lại được sức cám dỗ từ chiếc điện thoại di động. Khi sử dụng điện thoại như vậy trong một thời gian dài, cô bác sẽ thấy chất lượng giấc ngủ của mình ngày càng kém đi. Rõ ràng là muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng lại không thể ngủ được. Nguyên nhân là do thức khuya nhiều làm loạn đồng hồ sinh học và khiến cho não bộ bị rối loạn. Thế nên tốt nhất là trước khi đi ngủ, từ 30 phút cho đến 1 tiếng thì cô bác cần tắt các thiết bị điện tử và để nó cách xa mình ít nhất là 2 mét. Như vậy cô bác mới có thể bảo vệ được đôi mắt cũng như ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu của nó đối với sức khỏe của mình và có một giấc ngủ thật ngon cô bác nhé. Thứ tư đó là thói quen uống nhiều nước, trà hoặc cà phê sau 9 giờ tối. Trước đây thì trong những video của Sống Khỏe Mỗi Ngày đã có đề cập đến việc trước khi đi ngủ thì nên uống một cốc nước ấm sẽ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên theo như Sống Khỏe Mỗi Ngày có quan sát thì có vẻ như là nhiều cô bác đang hiểu lầm ý này, nghĩ rằng uống bao nhiêu nước cũng được, uống nước gì cũng được. Nhưng thực tế thì không phải như vậy cô bác nhé. Chúng ta chỉ nên uống một lượng nước vừa phải, khoảng 200 đến 250ml thôi. Và mình uống nước ấm, nước lọc chứ không nên tiêu thụ trà hay cà phê. Lý do là bởi vì trong hai loại đồ uống này thì có chứa rất nhiều chất caffeine. Chất này sẽ tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, đồng thời kích thích nhịp tim, làm tăng huyết áp. Đó còn khiến cho cô bác bị mất ngủ nữa. Mặt khác, caffeine có tác dụng lợi tiểu, do vậy nếu uống vào lúc tối muộn, cụ thể là sau 9 giờ tối, sẽ khiến cô bác mất kiểm soát nước tiểu vào ban đêm. Ngoài ra, cô bác cũng cần chú ý là không nên uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ vì sẽ khiến cho cô bác phải thức dậy đi vệ sinh. Từ đó, giấc ngủ của cô bác sẽ bị gián đoạn, thậm chí là mất ngủ sau khi phải thức dậy nhiều lần, cô bác nhắc. Thói quen thứ 5 đó là không nên uống sữa. Có nhiều cô bác thắc mắc là cà phê không nên uống, trà không nên uống, còn sữa thì sao ạ? Sữa thì đúng là rất tốt cho sức khỏe, cũng khá thích hợp để cô bác uống vào buổi tối, nhưng mà uống vào trước 9 giờ tối nhé. Còn nếu như uống sau 9 giờ tối sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn.
Uống sữa trước khi đi ngủ có thể gây khó khăn cho hệ tiêu hóa và ảnh hưởng xấu đến men răng. Bên cạnh đó, sữa chứa nhiều đường lactose có thể gây tắc nghẽn mạch máu, khiến máu khó lưu thông. Điều này sẽ khiến cho cô bác bị thức giấc vào ban đêm. Ngoài ra, uống nhiều sữa trước khi đi ngủ sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mình. Do vậy, cô bác chú ý không nên uống sữa sau 9 giờ tối nhé. Thứ 6 là thói quen bổ sung canxi và các loại vitamin sau 9 giờ tối. Ngày nay, để bổ sung thêm các chất cần thiết cho cơ thể thì rất nhiều loại thực phẩm chức năng đã ra đời. Ưu điểm của những loại này là cô bác chỉ cần uống một vài viên nhỏ thôi, chứ không cần phải cầu kỳ hay làm nhiều bước. Tuy nhiên, không phải vì đơn giản mà mình có thể chủ quan, muốn bổ sung lúc nào cũng được đâu ạ. Có nhiều cô bác thường uống thuốc bổ sung canxi và vitamin trước khi đi ngủ. Điều này là hoàn toàn sai lầm cô bác nhé. Về nguyên tắc thì trừ khi bác sĩ bảo cô bác phải uống thuốc vào buổi tối, nếu không sau 9 giờ tối, tốt nhất cô bác không nên uống thuốc hoặc ăn thức ăn bổ dưỡng. Hơn nữa, khi ngủ, tất cả các bộ phận trên cơ thể con người cũng chìm vào giấc ngủ. Các chức năng của các cơ quan bắt đầu nghỉ ngơi, không có lợi cho việc hấp thụ dinh dưỡng. Hơn nữa, uống lúc này có thể khiến cho dạ dày hoạt động không cần thiết và gây khó chịu cho dạ dày. Các chuyên gia khuyên cô bác nên bổ sung canxi và vitamin theo thời gian trong 3 bữa ăn. Cô bác thân mến, hiện nay mất ngủ đang là một vấn đề rất đáng lo ngại trong cuộc sống của chúng ta. Cô bác có đang bị mất ngủ không ạ? Và chắc chắn là nếu như bị mất ngủ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt cũng như sức khỏe của mình đúng không? Vậy nên trong phần tiếp theo của video Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ với quý cô bác những cách có thể giúp cô bác ngủ ngon hơn, dễ đi vào giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách rõ rệt và quan trọng là nó rất dễ thực hiện, lại không hề tốn kém chi phí. Cô bác nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Cách đầu tiên đó là chải đầu để ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Nhiều cô bác nghe đến chải đầu dễ ngủ thì sẽ cảm thấy khá là buồn cười và khó hiểu phải không ạ? Thông thường thì mình sẽ chỉ chải đầu vào buổi sáng trước khi đi học hoặc đi làm, hoặc khi nào mà tóc rối thôi. Chứ chải đầu để dễ ngủ mà lại còn có khả năng phòng ngừa đột quỵ thì có lẽ đây là lần đầu tiên cô bác nhỉ? Nhưng cô bác hiểu nôm na là trên đầu của chúng ta có rất nhiều huyệt đạo. Khi chúng ta chải đầu, tức là đã thực hiện việc massage các huyệt đạo giúp cho chúng ta dễ thở hơn, ngủ ngon và giảm đau đầu. Sáng và tối, cô bác có thể luồn các ngón tay vào chân tóc rồi gãi nhẹ đến khi cô bác cảm thấy đầu nóng lên thì đó là lúc mà máu đã lưu thông đến não, sẽ nâng cao khả năng tư duy cũng như trí nhớ của não, thúc đẩy cho sợi tóc phát triển, bảo vệ tóc chắc khỏe và tránh được hiện tượng rụng tóc, giúp giải tỏa mệt mỏi căng thẳng của não. Và buổi tối thì lại ngủ ngon, cô bác cứ thử mà xem nhé, kết quả sẽ khiến cho cô bác phải bất ngờ đấy ạ. Cách thứ hai đó là thở bụng tốt cho tim phổi. Thay vì dán mắt vào chiếc màn hình điện thoại, vậy thì tại sao trước khi đi ngủ, cô bác không thử tập một vài động tác nhẹ nhàng, không mất sức, lại tốt cho sức khỏe nhỉ? Cô bác có thể thực hiện phương pháp thở bụng mở rộng dung tích phổi, giúp cải thiện chức năng tim và phổi tốt cho sức khỏe. Phương pháp này được thực hiện như sau. Cô bác giữ tư thế ngồi thẳng, tay trái và tay phải lần lượt đặt lên trước bụng và ngực, dùng mũi hít vào, cố gắng phình bụng. Khi thở ra, dùng miệng để thở và hóp chặt bụng. Cô bác làm mỗi phút 7 đến 8 lần và mỗi lần thực hiện từ 10 đến 20 phút. Sau một thời gian thực hiện, chắc chắn cô bác sẽ thấy cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. Thứ ba đó là uống một cốc nước ấm vừa đủ để chống nhồi máu cơ tim. Trước đây thì Sống Khỏe Mỗi Ngày có biết được một bài báo đó là chỉ với một ly nước ấm trước khi đi ngủ nhưng có thể giúp cô bác chống được nguy cơ nhồi máu cơ tim. Lý do là cốc nước ấm sẽ làm loãng độ nhất của máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim đột ngột, đau thắt ngực, huyết khối não tốt cho sức khỏe. Để tăng hiệu quả, khi uống cô bác có thể thêm một ít mật ong. Tuy nhiên cô bác nhớ là chỉ uống một cốc vừa đủ khoảng 200 đến 300ml thôi nhé. Vì nếu như uống nhiều sẽ gây ra tiểu đêm, làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô bác. Cách thứ tư đó là ngâm chân bằng nước ấm giúp cho cô bác ngủ ngon hơn. Trong các phương pháp giúp ngủ ngon thì ngâm chân luôn là phương pháp được đánh giá cao hơn cả và cũng được rất nhiều người tin tưởng áp dụng. Không biết là cô bác nào ở đây đã thử phương pháp ngâm chân này chưa ạ? Theo các chuyên gia cho biết, lòng bàn chân của chúng ta thường có rất nhiều dây thần kinh kết nối đến các bộ phận khác nhau trong cơ thể.
Nếu cô bác có thể có tác động đến chúng thì chúng sẽ lưu thông máu tốt hơn, cải thiện sức khỏe và giúp ngủ ngon. Không những vậy, còn giúp cho chị em ngày càng tươi trẻ và đẹp da. Và cách làm đơn giản hiệu quả nhất đó là ngâm chân. Không cần quá phức tạp cầu kỳ đâu ạ. Cô bác chỉ cần ngâm chân vào nước muối ấm cho thêm một chút gừng là được rồi. Hoặc cô bác cũng có thể ngâm chân với những nguyên liệu khác tùy theo sở thích của mình, như là ngâm với cánh hoa hay thêm một chút tinh dầu cũng được. Bên cạnh đó thì khi ngâm chân, cô bác nên kết hợp với massage để nâng cao hiệu quả nữa nhé. Trên đây là những phương pháp giúp cải thiện giấc ngủ, ngăn ngừa tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon mà nhiều cô bác đang gặp phải. Đồng thời nó cũng giúp cô bác cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa đột quỵ và các bệnh về tim mạch một cách hiệu quả. Cô bác nhất định phải thử đấy nhé. Cô bác thân mến, thời lượng của video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Quý cô bác hãy cùng để lại những bình luận của mình, những ý kiến đóng góp bằng cách để lại comment phía dưới video này nhé, để chúng tôi có thể trả lời trong những tập tiếp theo. Quý cô bác đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này để tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập của kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.